fatto non era tên là gì? Đùa. Đùa. À, thi đua khen thưởng à? Thế còn em tên là gì? Giao. Hả? Giao. Giao á? Đây chắc là cháu ấy. Hả? Cháu này đúng không? Cháu. Cháu mà. Yeah. Con chị gái à? Yeah. Có cháu. Dân tộc gì? Mông. Mông à? Mông chính là mèo ấy đúng không? Mông chú là mèo. Vẫn viết báo nói ý thôi. Chú biết báo đấy. Mọi lời nói sẽ là bằng chứng trước pháp luật thế đấy. Ừ. Giờ nó nghiêm đấy. Nghiêm mới thôi. Nói đi không sao đâu. Mai mốt là mốt sẽ lên trên. Ra đây chụp cái ảnh nào. Tư liệu ảnh nhá. Chụp cái ảnh nào. À, chụp cái ảnh nha. À, ngỏ láo. Là những phong tục, là những cái chỗ du lịch như thế này. Bố ra sau thôi, bố ra sau thôi. Thích quá. Thế nào chú về chú cũng làm một bài cho con. Sao chị cái bà này là có đi cùng đoàn không chú? Có. Người Malai à? Malai. Thế đi kiểu gì lại cùng đoàn được chú? Ghép đoàn mà. Tôi ghép đoàn. Coi như là hợp Trung Quốc Hoa Kỳ luôn. Bà này là chụp ảnh là người mẫu đấy. Chín lắm, chín lắm. Ừ, bắt nhảy lên bay bông lại chụp cơ đó.